Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017. Việt Hùng kính chào quý vị. Đại biểu Quốc hội lo chống tham nhũng của Việt Nam không cháy. Việt Nam kêu gọi đảm bảo tự do trên Biển Đông. Ba nhân viên Tòa Bạch Ốc tiếp xúc trái quy định với phụ nữ trong chuyến công du của Tổng thống Trump đến Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng vấn đề chống tham nhũng chưa bao giờ nóng như giai đoạn hiện nay. Trong buổi thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 21 tháng 11 tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Chiến của Hà Nội được truyền thông trong nước trích lời nói: 10 năm qua thi hành luật giống như xây lò, nhưng củi to, củi ướt chưa cháy được. Phát biểu trong buổi thảo luận đóng góp ý kiến, đại biểu này nói, vậy sửa luật lần này phải gia cố để đảm bảo củi to, củi nhỏ, củi ướt, củi khô đều phải cháy. Theo trích dẫn của Vietnamnet, việc ví von chiến dịch xử lý tham nhũng với chiếc lò đốt củi được bắt đầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hồi cuối tháng 7 vừa qua. Câu nói nổi tiếng của ông, lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, được phát trên video YouTube của truyền hình Quốc hội Việt Nam và sau đó đã được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội như một lời tuyên bố cho chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động. Nhận định về hiệu quả của lò xử lý tham nhũng này, cựu đại tá an ninh Đinh Đình Phú, một người mạnh mẽ lên tiếng chống tham nhũng ở Hải Phòng, nói điều quan trọng là phải xác định ai là người nhóm lò. Thì vấn đề ai là người dõi lò lên, còn nữa hồng lên để mà củi cháy chết. Đấy, cái người dõi lò mới quan trọng đấy. Bây giờ đối tượng tham nhũng là ai? Đối tượng tham nhũng không phải dân lành. Ai để cái đề ra chính sách và pháp luật cũng không phải dân lành. Thì ai xử được những người có chức có quyền là tham nhũng, thế phải là đảng. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, các vụ tham nhũng năm nay gây thiệt hại trên 1.350 tỷ đồng. Số tiền này chưa bằng một nửa so với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng mà cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã làm thất thoát. Vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh của Mật vụ Việt Nam, theo cáo buộc của Chính phủ Đức, được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Trọng từng nói sẽ bằng mọi giá mang ông Thanh về Việt Nam để xử lý. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tham nhũng. Và theo ông Phú, cả xã hội biết đối tượng tham nhũng là ai, cho nên chỉ cần pháp luật có nghiêm không thì sẽ giải quyết được vấn nạn này. Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 21 tháng 11 kêu gọi các lãnh đạo diễn đàn Á-Âu hợp tác để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh ASEM tại thủ đô Myanmar, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nguy cơ xung đột do tranh chấp lãnh thổ và biển đảo ngày càng hiện hữu. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao sau cuộc họp 2 ngày ở Myanmar được truyền thông trong nước đăng tải, Việt Nam kêu gọi các nước cần kiên trì thúc đẩy nỗ lực chung, khẳng định cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Cũng theo thông cáo này, ông Minh khẳng định Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các thành viên ASEM đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Cũng lên tiếng kêu gọi về an ninh trên Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh ASEM ngày 20 tháng 11 thúc giục các nỗ lực chung để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Nghị được Tân Hoa Xã trích lời nói tại hội nghị rằng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực là điều tiên quyết để đạt được tiến bộ và thịnh vượng, cũng như việc chia sẻ trách nhiệm của tất cả các bên ở châu Á và châu Âu. Việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên vùng Biển Đông có tranh chấp làm cộng đồng quốc tế lo ngại và Việt Nam là một trong những nước chịu áp lực nhiều nhất từ Trung Quốc. Sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao vào giữa năm nay khi Hà Nội được cho là phải quyết định ngừng khoan thăm dò dầu khí với đối tác Tây Ban Nha, công ty dầu khí Repsol, dưới sức ép của Bắc Kinh. Tổng thống Trump trong chuyến thăm tới Hà Nội hôm 11 tháng 11 đã đề xuất làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Đại Quang, người tiếp Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch, đã không nói liệu Việt Nam sẽ chấp nhận lời đề xuất này của Tổng thống Mỹ hay không. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Hà Nội và trong chuyến thăm này, hai quốc gia láng giềng đã nhất trí cùng hợp tác giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách ôn hòa.
ba nhân viên quốc phòng Mỹ vừa bị chuyển công tác do nghi có tiếp xúc trái quy định với phụ nữ nước ngoài, vi phạm quy định giờ giới nghiêm khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump công du đến Việt Nam. Một nguồn tin của VA Việt ngữ thân cận với chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam hôm 22 tháng 11 cho biết rằng một nhóm các nhân viên trong đoàn của ông Trump có tiếp xúc với phụ nữ ở cả Đà Nẵng và Hà Nội. Tờ The Washington Post ngày 22 tháng 11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay cả ba nhân viên quân sự bị điều chuyển khỏi tòa Bạch Ốc do bị cáo buộc tiếp xúc với phụ nữ nước ngoài trái quy định và vi phạm luật về giờ giới nghiêm. Tờ USA Today trích lời ông Mark White, phát ngôn viên ngũ giác đài, xác nhận rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiến hành xem xét hành vi của những nhân viên này khi họ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á, trong đó có Việt Nam. Tờ Washington Post nói người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra bình luận về vụ này và nói báo chí nên hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis để được trả lời. Những nhân viên này làm việc tại Cơ quan Liên lạc Nhà Trắng, đơn vị quân đội chuyên trách cung cấp thông tin an toàn đến Tổng thống, Phó Tổng thống, các mật vụ và quan chức khác. Nếu bị kết tội, những nhân viên này có thể mất quyền tiếp cận các thông tin mật, bị xử lý hành chính hoặc thậm chí bị đưa ra tòa quân sự. Tờ Washington Post còn cho hay ba hạ sĩ quan làm việc cho cơ quan truyền thông Nhà Trắng đã bị thuyên chuyển công tác vào sáng thứ Ba ngày 21 tháng 11. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ này, nhưng thừa nhận đang tiến hành điều tra. Theo quy định, các quân nhân có thể vào các khu vực an ninh nghiêm ngặt phải thông báo về mọi quan hệ với các cá nhân ngoại quốc để đảm bảo sự giao tiếp không nguy hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Biển Cà Ná nằm ven quốc lộ 1A, tuyến đường nối liền Bắc Nam Việt Nam. Biển Cà Ná giáp liền với dãy núi Đá Vôi, liền kề Trường Sơn. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt, nên nhiều chục năm, đời sống của người dân Cà Ná hoàn toàn phụ thuộc vào nghề đánh bắt. Không có bất kỳ loại dịch vụ nào phát triển nơi đây. Khi ngành du lịch phát triển, biển Cà Ná được đánh thức và có hàng trăm vấn đề bất cập với du lịch biển Cà Ná bởi nếp sống và thói quen của người dân nơi đây chưa phù hợp với công nghiệp du lịch. Mặc dù đời sống có phần khởi sắc nhờ du lịch, nhưng để đảm bảo phát triển lâu dài thì còn nhiều vấn đề phải thay đổi. Đây là người ta phát triển, có công ăn việc làm, người ta đời sống người ta cũng cao hơn trước. Còn trước đó thì người dân ở đây rất là khó khăn. Nhưng bây giờ là có mấy cái nhà máy ở đây thì người dân người ta có công ăn việc làm nhiều hơn. Nói chung là cũng đỡ hơn hồi trước. Tới đây là nó không phát triển lắm. Đất chất tấp, chất đồng. Mà người ta chiều đi tắm biển cái lục lục mà từ nhờ cái nhiệt điện làm ăn cũng phát đạt. Thì hầu trước khi có nhiệt điện ở đây thì nó không đạt đâu. Nhờ nhiệt điện làm ăn bích xa bích gì bất cứ cũng được hết, tắm biển cũng đông, làm ăn cũng phát đạt, dùng nên làm ăn được, không có gì, mấy nhà hàng cũng đông hết đấy. Du lịch biển Cà Ná được phát triển nóng theo công nghiệp Ninh Thuận. Các dịch vụ chủ yếu là đón dòng tiền tệ đổ ra từ các khu công nghiệp, dựa vào các ngày cuối tuần và các giờ giải lao của một lực lượng kỹ sư và công nhân đông đảo người Trung Quốc sống xa nhà, cần giải lao và hưởng thụ. Các dịch vụ chủ yếu ở du lịch biển Cà Ná vẫn xoay quanh dịch vụ tắm hơi, massage, quán nhậu. Hiếm có nhà hàng hay khách sạn nào chọn phát triển theo chiến lược lâu dài, khai thác có chiều sâu văn hóa. Chính vì vậy, lượng khách đến Cà Ná vẫn chủ yếu là khách Trung Quốc và các nhóm nam giới ghé qua rồi lại đi. Dịch vụ lưu trú vẫn chưa phát triển. Đây Trung Quốc là không, cũng như là tới là rất nhiều đông, 200, 300, 400 có thể sử dụng lịch tới nùng nục. À, bây giờ là chưa đâu, nùng cỡ là 1 giờ, 2 giờ nó tới, phải tới chiều à, là tao tới. Còn một chiếc 24, có nào 4-5 chiếc, bữa nào cũng có gì, điều đó, chứ không có gì. Trung Quốc nữa, Trung Quốc không à. Còn một vấn đề đáng lo nữa là kể từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mọc lên ở tỉnh Bình Thuận, mặc dù là khác tỉnh, nhưng khoảng cách giữa hai địa điểm này không quá 5 km đường bộ và chưa đầy 4 km đường chim bay. Lượng than xỉ thải ra biển ở khu nhiệt điện Vĩnh Tân gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường biển Cà Ná. Hầu hết mọi sinh vật biển ở Cà Ná như san hô, rong biển, các loài hải sản gần bờ đã dần vắng bóng và môi trường văn hóa ở đây cũng thay đổi đáng kể. Làm công việc nhẹ nhàng thì họ đi qua bên mật sát đồ xin việc. Còn những người họ có cái chịu khó làm á, thì họ vô xin minh. Đó, vô xin minh làm như những người họ muốn đồng đến chân tay rồi dơ bệnh thì họ làm những công việc nhẹ nhàng hơn. Ở chị cũng làm những công việc nhẹ nhàng thôi, không có gì, nếu họ không chịu khó thì không làm thôi.
còn họ ứng sạch sẽ thì họ đến những cái ví dụ bên là mặt xa sông Mai bên này đó, họ xin làm. Còn cái chị chủ yếu là những người lớn tuổi đứng tuổi họ đến đây, nghĩ chắc cái công việc đó về họ mở cái quán karaoke hoặc mặt xa thì những người ví dụ dân ở đây thì họ cũng phải có hình dạng nữa em ạ. Đó, những người mà được có được cái vóc dáng trời phú cho thì họ chọn những cái nghề đó, còn những cái người thì thô kệch thì họ chọn những cái người bếp núc chân tay làm rau rạng giống ở chị ấy. Sau thời gian dài gian khổ, khi du lịch phát triển mạnh giúp cho đời sống người dân Cà Ná vực dậy, nhưng bên cạnh đó vẫn có quá nhiều mối nguy rình rập bởi môi trường bị xấu đi, suy nghĩ của con người trở nên thực dụng và giá trị đạo đức đang bị xói mòn trầm trọng. Hơn bao giờ, Cà Ná đang cần một chính sách hợp lý và khoa học mang tính nhân văn. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Một máy bay vận tải của Hải quân Hoa Kỳ chở 11 người rơi ở biển Philippines hôm 22 tháng 11 trong khi bay tới tàu sân bay Ronald Reagan, theo hạm đội 7 của Mỹ. Hạm đội nói 8 người đã được cứu, 3 người còn lại bị mất tích và cho biết thêm là toàn bộ những người được cứu đã được chuyển đến tàu Ronald Reagan để kiểm tra y tế và họ đều trong tình trạng tốt. Hạm đội 7 nói qua một thông cáo báo chí rằng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đối với 3 quân nhân hiện tiếp tục với các tàu và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại hiện trường. Vụ việc sẽ được điều tra. Chiếc máy bay cánh quạt C-2 khi đó đang thực hiện chuyến bay vận tải thường lệ, đưa người và hàng hóa từ trạm hàng không Iwakuni của thủy quân lục chiến đến tàu sân bay hoạt động trên biển Philippines trong khuôn khổ một cuộc thao dượt với các lực lượng Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói với các phóng viên rằng Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo với ông rằng vụ rơi trên biển Philippines có thể do sự cố động cơ. Triều Tiên hôm 22 tháng 11 lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa nước này vào danh sách bảo trợ khủng bố, gọi đây là sự khiêu khích nghiêm trọng và xâm phạm thô bạo, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên. Tổng thống Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố vào hôm thứ Hai, một sự định danh cho phép Mỹ áp đặt thêm các biện pháp chế tài và có nguy cơ thổi bùng căng thẳng liên quan tới các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong phản ứng đầu tiên với quyết định của Mỹ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong cuộc phỏng vấn với thông tấn xã nhà nước KCNA phủ nhận Triều Tiên có tham gia vào bất kỳ hành động khủng bố nào. Ông gọi cái nhãn quốc gia bảo trợ khủng bố chỉ là một công cụ cho chủ nghĩa độc tài theo phong cách Mỹ, có thể được gắn vào hoặc gỡ bỏ bất cứ lúc nào tùy theo lợi ích. Giới chức Triều Tiên nói thêm rằng sự định danh của Mỹ chỉ khiến cho Triều Tiên càng quyết tâm duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình. Sự định danh được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Trump trở về từ chuyến đi kéo dài 12 ngày đến 5 quốc gia châu Á. Trong đó, việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là trọng tâm của các cuộc thảo luận của ông. Một tòa án Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư tuyên cựu chỉ huy quân đội người Bosnia gốc Serbia Ratko Mladic phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại vì đã chỉ đạo các cuộc thảm sát và thanh lọc sắc tộc trong cuộc chiến tranh Bosnia. Ông ta bị kết án tù chung thân. Mladic, 74 tuổi, bị đưa ra khỏi tòa án vài phút trước phán quyết vì hét lên, tất cả là dối trá, tất cả các người đều là những kẻ dối trá. Tòa án hình sự Liên Hợp Quốc về Nam Từ cũ tuyên ông Mladic có tội đối với 10 trong số 11 cáo buộc, bao gồm sát hại 8.000 người đàn ông và em trai người Hồi giáo tại thị trấn Srebrenica và vây hãm thủ đô Sarajevo của Bosnia, nơi hơn 11.000 thường dân tử vong vì pháo kích và bị bắn tỉa trong khoảng thời gian 43 tháng. Trong vụ thảm sát Srebrenica, đàn ông và các bé trai đã bị tách ra khỏi những người phụ nữ và bị đưa đi bằng xe buýt hoặc diễu hành trong lúc bị bắn. Đây được xem là tội ác tàn bạo nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai. Ông Mladic trước đó đã tuyên bố không có tội đối với tất cả các cáo buộc và dự kiến sẽ kháng cáo. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger. Tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Hoa Kỳ.
xin giới thiệu Wishbone và Drumstick. Hai chú gà Tây nhận được ưu đãi đặc biệt khi đến thăm thủ đô quốc gia, làm dáng chụp ảnh trong căn phòng khách sạn sang trọng và xuất hiện tại một cuộc họp báo do Liên đoàn Gà Tây Quốc gia tổ chức. Hai chú gà Tây đến từ bang Minnesota này trông rất điềm tĩnh khi chờ đợi kết quả từ một cuộc thăm dò ý kiến xem chú nào sẽ được đến tòa bạch ốc dự lễ ân xá. Drumstick, người đã được ân xá. Trong hơn 100 năm qua, gà Tây luôn được long trọng mang đến tòa bạch ốc trước lễ tạ ơn, nhưng hầu hết là để làm món chính cho bàn tiệc. Nhưng Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 đã nói, ta hãy để con gà này sống khi được dâng tặng một con gà lớn với tấm bảng chúc Tổng thống ngon miệng đeo quanh cổ. Sau đó, thỉnh thoảng vài năm, vẫn có những lễ ân xá gà Tây cho đến khi Tổng thống George H.W. Bush biến đó thành một nghi thức hàng năm vào năm 1989. Tổng thống Barack Obama, trong buổi lễ ân xá gà Tây cuối cùng của mình hồi năm ngoái, đã phóng sinh hai con Taylor và Todd, như người kế nhiệm ông nhắc đến trong buổi lễ hôm thứ ba. As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor. Như nhiều người biết, tôi rất tích cực trong việc đảo ngược các sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm tôi. Tuy nhiên, tôi được văn phòng cố vấn Tòa Bạch Ốc thông báo rằng sắc lệnh ân xá Taylor và Todd không thể nào thu hồi được, nên thôi chúng ta sẽ không thu hồi lại. Taylor và Todd, cứ yên tâm đi nhé. So Taylor and Todd, you can rest easy. Mặc dù Drumstick được Tổng thống ân xá, nhưng những người hâm mộ Wishbone cũng không phải lo. Chú gà này cũng sẽ được sống phần đời còn lại tại An Viên Gà Tây ở một trường đại học bang Virginia, nơi cư ngụ của những con gà Tây được ân xá trước đây. Tiếp xúc với chim muông không phải lúc nào cũng suôn sẻ đối với ông Trump. Ông đã bị một con đại bàng làm cho lúng túng trong khi đang chụp ảnh cho tạp chí Thời báo năm 2015. Cho nên, đã có các mong đợi về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và vị khách gà Tây hôm thứ Ba trong trải nghiệm đầu tiên của ông với tập tục hàng năm ở Tòa Bạch Ốc này. Theo người đứng đầu Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc, có nhiều giai thoại về xuất xứ của truyền thống phóng sinh gà Tây vào lễ tạ ơn, mà một vài trong số đó khởi thủy từ đời Tổng thống Abraham Lincoln trong thời nội chiến. Ông ấy có người con trai tên là Ted. Ted nói đùa với Tổng thống Lincoln rằng con gà Tây mà chú cưng đã dạo quanh các phòng phiếu năm 1864. Ông Lincoln hỏi lý do, phải chăng con gà cưng của Ted tới đó để bỏ phiếu? Và Ted trả lời rằng không, con gà cưng của chú còn nhỏ, chưa biết bỏ phiếu. Thế nên Tổng thống Lincoln đã phóng sinh con gà đó để nó khỏi bị làm thịt cho thực đơn lễ tạ ơn. Khi làm Tổng thống vào những năm 1940, ông Harry Truman bắt đầu phóng sinh gà Tây trong lễ tạ ơn. Gần 20 năm sau, trong một dịp được lưu chép cẩn thận, Tổng thống John Frank Kennedy đã quyết định phóng sinh cho chú gà Tây được đưa tới Tòa Bạch Ốc để lên bàn tiệc tại lễ tạ ơn. Ông Kennedy bảo, tôi sẽ phóng sinh con gà này để cho nó được phát triển. Chúng ta biết rằng Tổng thống John Frank Kennedy chắc chắn là người bắt đầu tập tục này và truyền thống đó được tiếp nối, có lúc không đều đặn. Tòa Bạch Ốc tiếp nhận các con gà Tây để Tổng thống phóng sinh với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Gà Tây Quốc gia. Theo tôi, có lẽ Tòa Bạch Ốc chính thức tiếp nhận gà Tây kể từ đời Tổng thống Harry Truman. Thời ông Truman là lần đầu tiên có một buổi lễ công khai. Những con gà Tây được phóng sinh từ Tòa Bạch Ốc thường được đưa về các vườn thú cưng lân cận. Còn những con gà Tây trong thực đơn của Tổng thống là từ tiền túi của chính Tổng thống và được chế biến theo khẩu vị của Tổng thống và gia đình ông. Theo truyền thống, trong ngày lễ tạ ơn, bữa cơm thân mật với đầy đủ các thành viên trong gia đình là điều đặc biệt quan trọng. Vì thế mà dịp lễ tạ ơn năm nay cũng như mọi năm, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ tiếp tục tổ chức bữa cơm dành cho tất cả các gia đình người Việt sinh sống ở Virginia và các khu vực lân cận. Tất nhiên đồ ăn thức uống chỉ là phụ, mà khi tham gia vào hoạt động này, mọi người có dịp hiếm hoi trong năm gặp mặt đầy đủ và được ngồi bên người thân, bạn bè trong một ngày cuối tuần trời đã trở lạnh. Cô đi vượt biên thì đến bằng hai tay trắng, rồi
được nhiều cái sự giúp đỡ cách này cách khác. Thành ra khi mà chúng ta ổn định cuộc sống ở đây thì có một cái cơ hội để có thể bày tỏ lại cái sự chăm sóc cho nhau, cho người khác vậy đó. Tuy rằng tôi vẫn khó khăn, nhưng mà nói lên tiếng nói là tôi rất sung sướng, rất được hạnh phúc, được Chúa Trời ban cho, có sự sống ngày hôm nay và tất cả mọi cộng đồng người Việt để đến đây và chia sẻ. Sau bữa cơm chung giữa các gia đình, những người đến tham dự đều được nhận quà gà Tây theo truyền thống ngày lễ tạ ơn trên đất Mỹ. Tất cả số gà được đem ra làm quà dịp này là từ tiền đóng góp của những cá nhân hảo tâm và thành đạt trong cộng đồng. Tuy giá trị kinh tế không phải là nhiều, nhưng rõ ràng những món quà này thể hiện sự quan tâm, động viên của những người đã ổn định đối với những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống ở quê hương mới. Quý vị ngày hôm nay thấy có chúng tôi phát quà cho một số đồng hương của chúng ta về gà Tây. Đây là việc làm mà Hội Thánh muốn để làm để giúp cho quý đồng hương có một mùa lễ tạ ơn, có một bữa ăn là Thanksgiving với gia đình và bạn bè. Vào thời điểm này, thời tiết tại Washington DC cũng như Virginia và những vùng lân cận đã khá lạnh. Mùa đông có vẻ đã đến sớm hơn mọi năm. Nhưng với những hoạt động như thế này, cộng đồng người Việt sinh sống tại đây luôn cảm thấy ấm áp trong ngày lễ tạ ơn, một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Được tổ chức vào thứ Năm tuần lễ thứ Tư của tháng 11, lễ tạ ơn thường là dịp sum họp gia đình, là dịp tri ân, đặc biệt là đối với di dân. Đây là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với nước Mỹ đã cứu mang họ. Lễ tạ ơn bắt nguồn từ năm 1621 khi các di dân châu Âu tổ chức ăn mừng một mùa thu hoạch thành công và mời người Mỹ bản địa tới dự để cảm ơn vì đã dạy họ cách trồng trọt để sinh tồn. Từ khi được chỉ định là quốc lễ vào năm 1863, lễ tạ ơn đã trở thành một trong những ngày lễ lớn nhất ở Mỹ. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Have a nice day at work, Marcia. You too, Anna. Oh, wait. Do you have pen and paper I can borrow? Of course. We are meeting at this restaurant tonight. What is happening tonight? Today is my birthday. We are celebrating at 7 p.m. tonight. Did you forget? Sorry, Marcia. I gotta go. See you later. Don't forget! Tonight, 7 p.m. I forgot Marcia's birthday. And I don't get my paycheck until next week. I know. I'll make her a gift. I'll just have to borrow a couple of things. Amelia, may I borrow your stapler? Sure. I can lend you my stapler, Anna. But please return it. It's my favorite stapler. You can trust me. I understand. One time, I loaned my stapler to the wrong person. Thanks, Amelia. Thanks, Amelia. Don't mention it. Bye, stapler. Jonathan, can I borrow your scissors? Oh, hi, Anna. What are you doing? Can I borrow your scissors? Sorry to bother you. Yes, I can lend them to you, but you must return them. These scissors, they are the sharpest scissors in the office. Watch. Wow.
Those are sharp. I will be very careful. Okay. And I'll bring them back tomorrow. Good. Thank you. You're welcome. Can I borrow your scissors? Yes, I can lend them to you, but you must return them. Happy birthday, Marcia! Thanks, Anna. I love birthday gifts. Anna, it is interesting. What is it? Well, I know you love hats and you need office supplies. So, this is your own office supply hat. Wow, that is a lot of office supplies. Many people loaned or shared their supplies with me. Some people really love their office supplies. It has paper, pens, tape, erasers, rubber bands, binder clips, paper clips, and a light. What is the balloon for? The balloon will help your friends find you. Let's try it. You get a seat in the restaurant, I will find you. Sometimes all the money in the world can't buy the perfect gift. Till next time. Welcome to the Voice of America's Newswords. This news word is about a beginning. Kickoff. The president and his entourage took a brief walk through the rain-soaked streets of Havana's old town Sunday night, a fitting kickoff to the historic state visit. The White House has dubbed the trip New Beginnings for Old Havana. Kickoff means the beginning of something, like a game or a campaign. President Obama visited Cuba in March. It was the first official visit by a U.S. president in almost 90 years. President Obama's trip was a kickoff to attempt warmer relations between the United States and Cuba. Now you know the word kickoff. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên vatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VA Tiếng Việt, kênh YouTube VA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.